cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa em đi tìm vần thơ, qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ, mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chiêm bao, mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu, em, anh muốn yêu em đậm sâu, em, anh đã thương em từ lâu, em, anh muốn yêu em dài lâu, yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây, yêu em cho đến khi ong thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao, xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu, em, anh muốn yêu em đậm sâu, em, anh đã thương em từ lâu, em, anh muốn yêu em dài lâu. Trên con đường về, bỗng nghe lòng đã ước mơ, mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào, cho bão tố về làm chiêm bao, mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu, em, anh muốn yêu em đậm sâu, em từ lâu, em, anh muốn yêu em dài lâu, em, anh muốn yêu em dài lâu, em, anh muốn yêu em đậm sâu, em, anh đã thương em từ lâu, em, anh muốn yêu em dài lâu, em, anh muốn yêu em dài lâu, em, anh
tin chỉ em là người anh sẽ yêu, rồi ngày đó sẽ không xa. Cứ người hay nói là anh sẽ ở mãi bên em, yêu em không mang tháng ngày, yêu em không cần giờ lòng chỉ. Thank you.
về tôi hát khúc dân ca, chúc cho xóm làng cô bác gần xa. Đời vui ruộng lúa ê hề, cây trái miệt vườn tươi tốt xum xuê. Xuân này tôi chúc cho xuân gia, chú hai phát tài nhờ nuôi cá ba xa. Vì năm cũng trúng mấy mùa tôm, mua đất xây thêm nhà kết tình thông gia. Vui thay cái Tết miền quê, mỗi độ xuân về rộn rã làng ta. Chiều ngày hôm nay, đây chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đây luôn, và cùng kính thưa quý vị và khách có mặt trực tiệc ngày hôm nay. Này, và cùng qua để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị một tập phẩm được mang tên Mùa Xuân Gửi Em Sẽ Một Việc Cùng Lớn Tết. À, đi vòng qua đây nè mấy ơi. Tình yêu chẳng dám hứa cho chỉ tình nghĩa hơi nhau, nếu ai tâm đổ gom lên
Thank you.
Lời ta luôn quan tâm và chia sẻ.
Hey!
sát vô. Rồi cũng đi lại đi, cũng đi lại đi. Một, hai, ba, vô. Anh luôn.
lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông sông đường dài. Cành nhà neo đơn bầy em chữ lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thời mẹ thương thân 2016. Gia đình của ông bà nữ chú hôn có mừng lễ vu quy cho con gái của mình là Minh Hà sánh duyên cùng với Lập An. Trước khi họ đàn gái đưa cô dâu về nhà chồng, tối đêm nay gia đình có tổ chức làm lễ xuất giá, trước là để cho cô dâu làm lễ bái tông đường trình với gia tiên và những người đã quá giảng, sau là trình với các cấp ông bà cha mẹ cũng như thân tộc bên nội và bên ngoại còn đang hiện tiền. Giờ hoàng ông bà nữ chú hôn và cô dâu đã làm lễ bái gia tiên đã xong. Tiếp theo đây là phần cô dâu xin ra mắt quý ông, quý bà còn đang hiện tiền. Và trước khi bước vào nghi thức buổi lễ xuất giá ngày hôm nay, kính mời toàn thể gia tộc mình cho một tràng pháo tay chúc mừng cho Minh Hà trăm năm hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Xin giới thiệu đây là phần cháu Hà dâng chung rượu cho bà nội. Mời bà nội nhậm lễ à. Uống đi nội ơi. Nhắm đi nội, nhắm đi nội. Uống đi ba. Nóng lắm. Nước nóng quá. Dạ, giả bộ, giả bộ. Giả bộ đi. Năm. Sáng hai sáng cái nữa. Rồi, rồi con ai nội có món quà lì xì cho cháu đi. Giờ nội đeo cho cháu đi nội. Thôi mở ra cho bà nội.
À, xin giới thiệu đây là chiếc nhẫn của bà nội gửi quà cho cháu để làm của hồi môn sức giá theo chồng. Xin cho một tràng pháo tay đi. 1, 2, 3, 4 Rồi, quá đẹp rồi. Rồi, xong tới bà ngoại đi con ơi. Đây là thằng cháu Hà dâng chung trà cho bà ngoại. Xin mời bà ngoại nhậm lễ ạ. Hà, nhìn lên con, ngoại ngoại. Con nhìn xuống ngoại đi, con cúi đầu tạ ơn ngoại. Ngoại vui của con, ngày vui của con, ngoại có chút quà tặng cho con. Rồi, rồi, cho con đây. Đây là món quà của bà ngoại gửi quà cho cháu. Rồi, con ngoại đi, rồi hôn bà ngoại một cái luôn. Để lâu lâu đi, để lâu lâu chút. Cho đây là phần con dân chung rượu cho cha mẹ để báo hiếu và đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành. Xin mời ba mẹ nhậm lễ với con. Rồi à, xin phép ba mẹ cũng nhận cho con nè, khoanh tay cúi đầu xả lễ ba mẹ. Rồi cái nữa, rồi nói đi. Đừng có kêu nữa. Rồi. À, giờ trước khi con xuất giá về bên chồng thì mẹ có gửi quà cho con là một bộ dây chuyền. Rồi đề nghị cho một tràng pháo tay. Rồi cô dâu nhìn qua mẹ hôn mẹ cái đi con. Rồi chịu lông với con. Chút chút nữa. Ừ. Rồi đó đúng. Chưa nhớ nè. Gặp lại hôn lại không phải không lại. Rồi ok. Rồi con xá ba mẹ đi, xá ba mẹ đi. Cúi đầu xuống. Giờ hôn mẹ cái, hôn ba cái con cho đều con, hôn ba cái nữa cho con. À, đó. Rồi để lâu lâu con. Cái đỡ cái đó đó. À cháu dâng chung rượu cho cô hai. Rồi giờ con xá cô hai, hai xá đi. Rồi. Rồi cô hai cho chị cháu nè. À, giờ công bố luôn là cô hai cho cháu một sợi dây tai để cháu xuất giá theo chồng. À, rồi. À, chị hai giao giùm anh em. Rồi, cảm ơn. Giao giùm đây nè. Rồi. Rồi chị hai nói đi chị hai. Nói khỏi khỏi nè, con lập gia đình hai tặng con món quà. Hai cũng khuyên con là hãy nhận nhịn và hy sinh. Rồi, cảm ơn. Đây là bằng danh rượu cho cô Tư. Rồi cô Tư nhìn lên. Chị Tư nhìn lên đang vô đó nhìn em nè. Hai. Rồi. Rồi uống đi cô Tư. 100% nữa nha. Nhắm mắt rồi đó chị Tư ơi, dùm lại, chụp lại. Dịnh vô đó. Dịnh vô ly rượu. Rồi, 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 rồi dùm lên này nhắm mắt rồi. Rồi, rồi. Rồi, bây giờ con để ly xuống con xá của Tư hai xá đi con. Cái nữa. Rồi. Rồi, cô Tư, có món quà gì đây? Dịnh vô đó đi, dùm lên. À, cô Tư có món quà một sợi dây tai gửi quà cho cháu. Hai. Rồi cúi đầu cảm ơn cô Tư. Tay nha, ông cô hai luôn kìa. Đó, đưa tay nha. Bằng chén rượu cho cô Tám. Cô Tám nhập lên rồi Tám. Rồi, xá cô Tám đi con. À. Rồi, xa quá, để xa quá. Rồi, cho mấy món này cô Tám. À, phần cô Tám mới gửi quà cho cháu một bộ trang sức á, là trong đó gồm có một sợi dây chuyền, thứ hai là một cặp nhẫn đôi, thứ ba là một sợi dây tay, tất cả là bằng vàng Latin, và có kèm theo là một cặp nhẫn vàng 24.
Rồi cho anh chàng pháo tay luôn đi. Không nhìn nhiều cái này rồi dịch cho đó luôn, tắm nhập lên là tắm. Rồi đeo đi, đeo vô đi. Bỏ đại đi cứ sao đi. Rồi giờ cô tắm giúp em. Rồi tắm vô lên mình nè. Dập lên này tắm. Rồi ăn. Rồi ok. Hôn cái đi con, hôn cái cô tắm. Chưa chịu đâu chú ơi. Ba rửa cái tóc rồi. Nó hôn lên tiếng luôn. Hôn ra mà ra cái thịt chứ. Rồi giới thiệu đây là phần dân chung rượu cho chú năm thứ năm. Rồi nhìn cho đó. Rồi bây giờ đưa qua thứ năm đi. Rồi 2 chị năm nhìn lên nè chị năm. Rồi rồi cảm ơn. Rồi mà chú năm với chú năm uống mấy cái cháo này. Con dịnh lại cái ly của chú năm à. Xá thì con xá chú thêm 2 xá. À xá 1 xá nữa. Rồi cảm ơn. Anh Năm dịnh chưa Năm? Đẩy cái ly xuống đi. Bạn của chú thím Năm gửi cho cháu xuất giá theo chồng. Con cúi đầu cảm ơn. Rồi vỗ tay đi quý vị ơi. Chưa. Bây giờ thím 7 đại diện cho thím 6 uống chung rượu chung luôn ha. Hai thím cầm 2 ly lên luôn đi. Với thím 7 với thím 1. Rồi. Đại diện cho thím 6. Rồi uống đi. Uống đi chợ. Mất tiền không nghe thấy không? Thím 7, mất tiền không nghe ly đó mất tiền. Uống đi, uống luôn đi, uống 2 lần đúng không? Rồi đúng rồi. Rồi được rồi. Rồi tới thím Út đi con. Để cái này. Rồi. Cái đó là của thím 6 đó, của thím 6 nè. Rồi dịch vô đó giùm anh nè. Dịch vô đó cái này. Rồi. Rồi, dùm lên nè. Rồi, đại diện thím 7 gửi quà cho thím 6 đó. Thím 6 cho một chiếc nhẫn. Rồi, còn cái đó của thím 7 đó ấy. Còn này chiếc nhẫn thím 7 nữa. Bên kia qua bên kia. Hết, đâu tại hết. Ừ. Cuối đầu cảm ơn. Rồi hôn gái đi. Hôn gái đi. Chưa, chịu à, để lâu chưa nha. À, tới thím Út. Út uống chung trà với cháu. Dòm lên. Rồi. Đứng lên đem cho cháu đi. Thím Út. Đứng lên cho cháu. Rồi. Rồi, quay mặt ra anh nè, chỉnh như đó nè. Rồi, công bố luôn là phần thím Út cho giáo một chiếc nhẫn luôn. Cúi đầu cảm ơn. Rồi, vỗ tay đi. Chưa. Giới thiệu đây là phần cháu dân chung rượu cho dì ba. Chị ba giùm lên nè chị ba. Rồi, 2. Rồi, cảm ơn. Dì ba uống miếng rượu với cháu đi. Đóng cửa lại để cho em khóc với cháu. Sáng luôn. Ba con nữa. Cháu xuất giá thì chồng ha. Dịnh vô đó không? Dịnh vô cái bạn. À, rồi. Chị ba nhìn lên nè chị ba. Rồi, khom xuống hôn luôn đi con, hôn luôn chị ba luôn. Chưa, chịu luôn chứ con. Thứ nữa. Ừ. Rồi, cho anh chàng phóc tay đi. Ba dì Tư uống miếng trà với cháu để cháu xuất giá theo chồng. Rồi nhìn như đó có tên chị ba ngó đây cái chị Tư ngó đây. Rồi uống đi chị Tư. Rồi bây giờ con thì ít chứ là thể hiện là to đó con. Thì cầu quá dữ ha. Rồi lại vậy con đang con cho cậu Năm. Rồi đúng rồi. Rồi chị Tư nhìn lên nè. Rồi, rồi đại diện cho cậu Sáu luôn. Rồi nhìn cho nó luôn. Rồi con cúi đầu đi, cúi đầu rồi. Nãy lúc thầy luôn có gửi món quà nữa đó. Con cúi đầu không 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 cái con không cái. Chưa chịu. Đại thắng
con anh hai chị hai hai đi đây là thằng em dân trà cho anh hai chị hai ở từ hải ngoại về rồi con cúi đầu tạ ơn bà nói mời anh hai phát biểu đi happy đó, happy wedding. Rồi, vỗ tay đi. Nói gì Hiếu? Đứng lên. Chị hai tặng cho em chút quà để làm video. Bao chúc nhiêu? Cho hai em trăm năm hạnh phúc. Tức là chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho con. Sống phải hạnh phúc. Rồi, chúc cái quà rồi, chúng tôi cũng công bố luôn là phần quà của anh hai chị hai về phần tiền đó là anh hai chị hai cho em về nhà chồng đó là 10.000 USD. Xin cho chồng hết tay cái gì ơi. Rồi, tương đương là gần 240 triệu đó vậy luôn. Sống nhau trẻ à, một cặp đồng hồ tặng cho cô dâu chú rể, cúi đầu cảm ơn con. À, vỗ tay luôn đi. Nhìn vô rồi nhìn đây. Nhìn lên đây nè. À, ok. Lúc nào cũng phải đẹp. Rồi, hợp mỹ phẩm này cho em. Rồi, xin cho chào phát tay nha. Bố luôn đây là hợp quà là một bộ mỹ phẩm để cho cô dâu trang điểm cho thường ngày. Xin cho chào phát tay luôn đi. Rồi, ok. Rồi, xong vậy chị hai không lãi, chị hai không lãi. Chị hai, chưa, dịch như đó chị hai. Rồi. Không hai đường. Rồi. Chưa. Chúng tôi xin tuyên bố buổi lễ xuất giá của cô dâu Minh Hà đến đây đã xong. Chúng tôi xin thay lời cho ông bà nữ chú hôn. Trước tiên là chân thành cảm ơn quý ông, quý bà, quý tộc họ bên nội và bên ngoại đã không quản ngại đường xá và thời gian để về đây chung vui cùng với gia đình và dự buổi lễ thiêm phần long trọng. Và trước thềm năm cũ bước qua năm mới, chúng tôi cũng đại diện gia đình cầu chúc quý vị an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường. Và ngày mai kính thỉnh trước là ông bà sao hội đồng gia tộc nhấn chút thời gian đưa tiễn cháu về bên chồng, đồng thời về bên họ nhà trai dùng buổi tiệc chúc mừng hai họ kết nghĩa thông gia và mừng cho cô dâu chú rể được trọn đời bên nhau trăm năm hạnh phúc. Buổi lễ đến đây tuyên bố kết thúc. Yeah.
chết.